thao quân sự quốc tế Army Game. Cuộc thi xe tăng hành tiến là cuộc tranh tài giữa các đội thi về kỹ thuật lái xe tăng và bắn tiêu diệt mục tiêu bằng các loại vũ khí xe tăng tiêu chuẩn và bổ trợ được trang bị giữa lực lượng vũ trang các nước trên thế giới. Cuộc thi được tiến hành trên xe tăng T-72 hoặc loại xe có tính năng tương đương. Loại xe tăng phổ biến được sử dụng trong cuộc đua là T-72B3 do Nga thiết kế, chế tạo. Từ năm 2018, Việt Nam chính thức gửi đội tuyển tham gia thi đấu nội dung xe tăng hành tiến. Trải qua các mùa thi đấu, đội tuyển xe tăng Việt Nam từng bước gặt hái được những thành tích đáng kể. Huy chương bạc năm 2019, huy chương vàng năm 2020 của nhóm 2. Từ đó, giành suất thi đấu tại nhóm 1 trong năm 2021. Nhóm 1 là nhóm những đội mạnh, người ta có thể thi đấu rất là tốt, bắn rất chính xác, chạy rất là nhanh. Với cái kinh nghiệm là qua 3 mùa đã tham gia thi đấu, chúng tôi cũng xác định là khó khăn nào cũng phải vượt qua. Tất nhiên là rất là nhiều khó khăn, còn nhiều cái còn phải khắc phục. Vượt khó là nét truyền thống đã đi vào khẩu hiệu của đội tuyển xe tăng Army Game Việt Nam từ những ngày đầu. Nếu thao trường đúng kích thước, vật cản đúng số lượng, phương tiện vũ khí đúng chủng loại, đạn dược đủ cơ số là những điều kiện cơ bản phục vụ công tác huấn luyện, thì chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam hội đủ những yếu tố này. Khó khăn đầu tiên ảnh hưởng nhiều nhất tới công tác huấn luyện của đội tuyển là Việt Nam chưa biên chế loại xe tương đương với xe tăng thi đấu. Khi mà toàn đội mà được tiếp cận cái xe đó thì rất là choáng ngợp vì các cái núm nút và các cái thiết bị ở trong xe nó rất là nhiều. Thi đấu trên xe T-72B3 thì gần như là như một trang giấy trắng. Vì từ hệ thống điều khiển cho đến hệ thống kính quan sát là hoàn toàn khác. Đối với xe T-4 thì chúng tôi phải ngồi là căn 1/3 bên trái đường. Nhưng đối với xe T-72B3 thi đấu thì chúng tôi lại phải căn giữa đường. Như thế đã là tạo một cái điểm ngắm cho mình. Quan sát là sẽ bị ảnh hưởng khi tiếp cận qua các vật cản, dẫn đến việc húc đổ các cọc vật cản để dẫn đến phạt lỗi kỹ thuật, phạt thời gian. Năm 2018, năm đầu tiên tham gia cuộc thi xe tăng hành tiến, Việt Nam xếp thứ 17 trên 23 đội thi đấu. Một kết quả có tính khích lệ nhưng cũng để lại nhiều suy ngẫm. Chỉ mong ước được có chiếc xe T-72B3 như nước bạn để tham gia học tập, luyện tập, nghiên cứu và để tham gia thi đấu những năm tiếp theo. Được biên chế chính thức từ những năm 1960, tới nay xe tăng T-54 đã phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam gần 6 thập kỷ. Đây vẫn là phương tiện chủ yếu phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hội thao của lực lượng tăng thiết giáp toàn quân. Công tác lựa chọn thành viên của đội tuyển xe tăng Army Game qua các năm vẫn dựa trên thành tích huấn luyện, hội thao của các chiến sĩ trên dòng xe T-54. Dù điều kiện trang bị chưa được đảm bảo tối đa, chủ trương của Việt Nam vẫn luôn là đề cao yếu tố con người. Thủ trưởng của Bộ Tư lệnh đã chỉ thị và lựa chọn tất cả các đồng chí là một là có sức khỏe, hai có trình độ chuyên môn, thứ ba là có bản lĩnh để triệu tập vào đội. Cùng với sự chuẩn bị về con người, phát huy chủ trương hiện đại hóa quân đội của Đảng và Nhà nước, phương tiện mới cũng được đưa vào phục vụ công tác huấn luyện. Mặc dù xe huấn luyện thì không phải là xe T-72B3, nhưng mà về hệ thống điều khiển lái thì cũng gọi là nó có phần tương đồng. Cảm giác rất là vui vì đã được học được rất là nhiều cái nội dung mà chúng tôi còn yếu còn thiếu ở những năm trước. Nhiệm rồi. Đăng. Thưa toàn thể các đồng chí trong đội tuyển, theo kế hoạch huấn luyện của toàn đội, buổi sáng hôm nay đội chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện nội dung lái phân đoạn qua các vật cản. Chúng tôi xây dựng những cái lịch huấn luyện rất là chi tiết, huấn luyện cơ bản, sau đó sẽ huấn luyện nâng cao
và chia nhỏ cho từng nội dung để chúng tôi tổ chức huấn luyện. Yêu cầu là sau khi có lệnh của chỉ huy, sẵn sàng tiến, trưởng xe cam chỉ nhanh chóng chỉ huy lái xe tiến theo lệnh của chỉ huy. Đến vị trí xếp bạn, trưởng xe lệnh cho lái xe dừng, kíp xe xuống xe, tập hợp thành một hàng ngang, giơ tay phải lên hô xong, sau đó thực hiện nội dung xếp 3 viên đạn pháo vào trong băng tải xoay. Yêu cầu đối với cam chỉ lái xe, cam chỉ căn đúng vị trí để cam chỉ vào trong vị trí xếp đạn cho nó cân và đảm bảo chính xác. Khi bắt đầu xe vào đến tuyến bắn, trưởng xe chỉ huy cho pháo thủ quay pháo sang trái, thao tác tầm hướng để ngắm vào ba bia số 12 ở trên bay bắn. Hành động của cam chí pháo thủ thực hành sử dụng ổn định, thao tác tầm hướng ngắm bắn vào mục tiêu cố định ở trên bay, yêu cầu được cam chí thực hiện theo đúng quy trình. Sau khi thực hiện nội dung ngắm bắn 3 viên đạn pháo xong, đến vị trí cuối cùng, cam chí tiến hành quay pháo về phía trước, báo cáo với chỉ huy. Được lệnh, chỉ huy xe về tuyến xuất phát, trưởng xe cam chí chỉ huy xe cơ động về vị trí, tiến hành tháo 3 viên đạn pháo, sau đó cơ động về vị trí xuất phát. Báo cáo chỉ huy, xuống xe, nghe nhận xét và tiến hành huấn tập. Trong giai đoạn huấn luyện đầu, nếu như buổi sáng các kíp lần lượt thực hành huấn luyện lên xuống xe theo phân đoạn, thì vào buổi chiều, một bộ phận tiếp tục củng cố kỹ năng trên thiết bị mô phỏng. Một bộ phận khác gồm trưởng xe, pháo thủ thực hành thao tác với súng máy phòng không 12-7 trên xe Bram, xe cứu kéo của dòng xe mới. Xe T90 thì về đặc điểm thì nó cũng không hoàn toàn giống cái xe T72. Hệ thống hỏa lực thì nó cũng có những cái điểm khác. Xe T90 thì hoàn toàn tự động, còn xe T72B3 đó là cơ khí. Đấy nên là quá trình luyện tập thì chủ yếu là chúng tôi rèn giũa cái thao tác ngắm và mục tiêu và kết thúc phát bắn. Muốn có thành tích cao đấy, thì phải có cái thiết bị nó đúng theo cái điều kiện chuẩn, rồi nó rèn luyện cái thành kỹ năng kỹ xảo. Nhưng mà hiện tại thì do cái điều kiện huấn luyện ở đơn vị thì tôi cũng vận dụng là huấn luyện trên xe Bram. Gần 2 tháng sau khi tập hợp và tổ chức huấn luyện, đội tuyển xe tăng Việt Nam thực hiện bài sát hạch đầu tiên tổ chức tại thao trường Hòa Thạch với sự tham gia của các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Cục Quân huấn và binh chủng tăng thiết giáp. Về mục tiêu bắn tiểu này báo cáo thủ trưởng là ba mục tiêu bắn pháo thì chỉ thực hiện là động tác ngắm và đạn ảo của T90. Bắn đạn thật thì sử dụng là xe 12-7 và PKD để bắn đạn thật theo điều kiện của bài thi vòng loại là một mục tiêu xung quanh PKD là bia số 9 tượng trưng cho súng chống tăng khoảng cách 600m, mục tiêu thứ hai bia số 25 trực thăng treo khoảng cách 900m với số lượng đạn là 15 viên. Tại vị trí chỗ bắn súng máy 12-7 và các thủ trưởng là do điều kiện là xe T90 là cái 12-7 nó ngắm ở phía trong, cho nên là anh em phải xuống xe và sẽ chạy sang xe Bram, thì là cái 12-7 trên xe Bram nó tương đồng với xe T72. Đáng lẽ là kíp xe là sẽ đi xe chạy ngay, nhưng mà chúng ta chuyển xe cho mình này, anh em sẽ phải mất một cái thời gian để thay đổi xe. Kết thúc buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Ba, Cục Phó Cục Quân huấn nhận xét đánh giá về công tác tổ chức buổi sát hạch và kết quả thực hiện bài bắn lái của các kíp xe. Thì báo cáo của trưởng vừa qua cái luyện tập ngày hôm nay ở đây thì tôi xin có một số ý kiến như sau. Cái thứ nhất là
về cái chạy thì đường chạy do ở đây nó không đúng, thế nên là cái tốc độ của xe thì chưa phát huy được hết. Cái điểm thứ hai, các nhà lái xe nào thì thực hiện bắn xe đấy, nhưng mà đối với 12/7 các đồng chí phải chuyển xe để nó thích hợp. Cái điểm thứ ba ấy, thì ở đây là mục tiêu ta cố định, mục tiêu đã cắm sẵn. Do kết quả thi đấu của đội tuyển này với cái huy chương vàng của cái đội 1 thì ta còn đang chênh kém cái huy chương đó là 45 phút. Nên là cái tổ chức huấn luyện ở đây thì báo cáo trưởng là không đạt được theo mấy cái yêu cầu ngoài ra mới gọi là phân đoạn. Kể cả thị trường bộ hay như là nhân dân cả nước ấy rất kỳ vọng vào đội xe tăng của chúng ta. Khó cái là ông trong cái liên lạc của tôi cần rất là cao. Hàng ngày phải báo cáo và từng ngày phải ghi nhật ký ra là vòng 1 tập nào, vòng 2 tập nào mình nhận xét cho anh em. Sau 2 tháng ra quân huấn luyện, kết quả buổi sát hạch đầu tiên cho thấy để chinh phục các thứ hạng mới ở cuộc thi xe tăng hành tiến còn nhiều vấn đề mà đội tuyển cần rút kinh nghiệm. Tuy được tạo điều kiện luyện tập trên phương tiện mới nhưng vẫn còn những sự khác biệt khiến bài tập không thể sát với điều kiện thi đấu. Cùng với đó, thao trường chưa tương đồng cũng ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng huấn luyện. Nếu như mà chúng ta mà được huấn luyện trực tiếp bên đó thì nó cũng có rất nhiều cái hay ở chỗ là một là vũ khí trang bị, hai là cái điều kiện đấy, của bài tập đấy, nó cũng rất là tốt, nó sát thực tế. Thế nhưng cái khó khăn ở đây ấy, khi huấn luyện ở đây thì cái khó khăn đầu tiên là về địa hình đấy, cái địa hình chúng ta thì có để huấn luyện nhưng để mà điều kiện như thi đấu thì nó chưa được tương xứng. Thực tế của công tác huấn luyện đòi hỏi phải có thao trường, bãi tập đủ tiêu chuẩn hội thao quân sự quốc tế. Đáp ứng yêu cầu này không chỉ giúp cải thiện thành tích của đội tuyển xe tăng Army Game, mà còn phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng tăng thiết giáp trong tình hình mới. Nếu như ở thời điểm hiện tại, có được điều kiện huấn luyện đúng phương tiện, đúng thao trường như ở bên Nga vẫn còn là giấc mơ, thì việc mang thao trường Alabino sang Việt Nam lại là một ý tưởng không hề viển vông. Năm 2021, ngoài việc lần đầu đưa phương tiện mới vào huấn luyện thi đấu, một thao trường mới cũng gấp rút thành hình để phục vụ cho hành trình chinh phục thứ hạng mới ở cuộc thi xe tăng hành tiến của Việt Nam. Bước sang giai đoạn 2 của mùa huấn luyện, đội tuyển xe tăng Việt Nam tổ chức luyện tập trên thao trường TB2. Với hệ thống vật cản, đường cơ động, khu vực mục tiêu tương đương hạ tầng tại thao trường Alabino, Liên bang Nga. Khi mà đi gọi là đi tham quan, đi kiểm tra vật cản bãi tập ấy, mình thấy là cái sự đầu tư của Bộ Quốc phòng cũng như của các cơ quan rất là lớn đối với đội tuyển. Bởi vì kích thước cũng như là về thiết kế mọi cái là cũng dựa trên cơ sở của cái bãi tập mình thi đấu. Tôi công tác nhà trường mà được một cái bãi lái như thế này thì quá tuyệt vời. Tôi cũng cảm thấy là rất là vui mừng và phấn khởi. Tại vì trước đây chúng tôi luyện tập ở những thao trường chỉ bố trí tập được phân đoạn thôi, không được tổng hợp như này. Nên là chúng tôi cảm thấy là rất tự tin. Tới thời điểm tiếp nhận, thao trường TB2 vẫn còn trong quá trình hoàn thiện. Tuy nhiên hệ thống vật cản đã cơ bản hình thành, đủ để tiến hành luyện tập. Thế nhưng câu chuyện phương tiện lại quay lại trở thành vấn đề. Cái thuận lợi là thao trường thì đúng như thao trường chúng tôi tham gia thi đấu. Còn đối với các cái nội dung về phần vũ khí thì hiện tại là không tương đồng. Nó cũng rất khó là trong quá trình đánh giá được cái trình độ yếu lĩnh cũng như là năng lực của từng vận động viên. Sự khác biệt về phương tiện, vũ khí ảnh hưởng tới tất cả các vị trí trên xe. Đầu tiên là trưởng xe, người sẽ sử dụng súng máy phòng không 12/7. Ví dụ như cái động tác lên đạn thôi chẳng hạn, đấy là đã khác nhau. Súng
của T54, T55 thì lên đạn bằng cái tay kéo mà chúng ta phải lấy ở bên ngoài để chúng ta lắp vào, chúng ta kéo. Súng trên T723 thì chúng ta là có cần kéo vào trợ lực nên là chúng ta cũng dễ dàng hơn trong việc lắp đạn. Đối với pháo thủ, việc thay đổi phương tiện sẽ ảnh hưởng tới thao tác ngắm bắn và hiệu quả xạ kích mục tiêu. Về phần bắn thì T54 thì chỉ áng chừng khoảng cách ví dụ 600, 700 hoặc là 1600, 1700. Nhưng huấn luyện trên xe T90 thì có thiết bị đo xa laser chính xác đến từng mét một. T54 thì mỗi lần kết thúc một phát bắn này thì tầm 10, 12 đến 15 giây. Nhưng đối với T90 thì kết thúc một phát bắn chỉ trong vòng 5 đến 7 giây. Đối tượng bị ảnh hưởng đáng kể nhất của việc thay đổi phương tiện vẫn luôn là lái xe. Người sẽ phải điều chỉnh lại thói quen cân đường, ngắm hướng. Do điều kiện chúng ta phải luyện tập trên cái xe T54 cũ mà cân đường bên trái thì tất nhiên là nói cân đường bên trái thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong đối với lái xe. Do vậy là quá trình thực hiện các nội dung nhiệm vụ vẫn có một cái quãng để các chị lái xe làm quen với xe. Do vậy là cái kết quả lái ở những giai đoạn đầu khi tiếp cận các cái vũ khí trang bị cũng còn giới hạn nhất định. Đã quen với khó khăn và các vấn đề liên tục xuất hiện, mỗi vận động viên của đội tuyển xe tăng đều xác định tư tưởng vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ. Không riêng gì tôi, các đồng chí khác cũng thế, đều phải tự mình và khắc phục cái khó khăn đó. Luyện tập ở T54 sẽ rèn luyện cho mình cái bản lĩnh, khả năng điều khiển cũng như là thao tác nó sẽ được chính xác hơn. Tại vì ở xe T54 là về tất cả mọi cái là khi điều khiển từ vào số hay kéo cần lái nó đều nặng hơn và khó khăn hơn. Khi chúng ta rèn luyện được ở trên xe đó rồi thì chuyển sang xe mới này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Sau tất cả, khi tưởng chừng sự khó khăn có thể đẩy lùi bằng quyết tâm, thì vấn đề bất tương xứng giữa phương tiện cũ và thao trường mới hiển hiện rõ ràng hơn. Vật cản ở đây là xây dựng cho dòng xe T72V3 hoặc là xe T90. Chúng tôi sử dụng huấn luyện trên xe T4 ở cái thao trường này. Thì đối với lại toàn bộ hệ thống vật cản chúng tôi điều khiển vượt qua thì sẽ phải vượt qua bằng số thấp, tốc độ chậm, nó không sát với thi đấu. Thì khi sử dụng xe T4 thì sẽ phải đôn thêm đất vào những cái vật cản, ví dụ như là gồ ghề, vì cái khoảng cách của bánh xe T4 là khoảng cách nó rất thưa khi đi vào gồ ghề và hệ thống giảm chấn nó không được tốt như dòng xe thi đấu thì nó sẽ dẫn đến rung sóc và va đập, có thể là ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật của xe như là gãy trục xoắn. Nếu không đưa phương tiện mới vào hoạt động, chẳng những giá trị thao trường không được phát huy mà thời gian, công sức luyện tập của đội tuyển tại Bình Định cũng sẽ bị lãng phí. Sau đó, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đã nắm bắt được tình hình của đội tuyển và muốn nâng cao cái chất lượng trong thời gian tới thì không có gì tốt hơn là đội tuyển và các thành viên kiếp xe phải được luyện tập trên dòng xe T90S. Từ khi phương tiện mới được đưa vào thao trường TB2 phục vụ huấn luyện, chỉ còn chưa đầy một tháng là kết thúc giai đoạn huấn luyện tại đây. Thời gian còn lại tới ngày kiểm tra đánh giá không còn nhiều. Năm 2021 thì
để tiết kiệm cái số lượng đạn và cái khả năng xác suất giật mục tiêu nhiều hơn, thì ban huấn luyện cũng đề ra các cái phương pháp bắn là súng BKT và 12-7, chúng ta sẽ bắn từng viên một. Cái mục tiêu chỉ cần trúng một viên là nó sẽ diệt được mục tiêu. Do vậy là cái tiết kiệm được cái số lượng đạn trong quá trình bắn. Hầu như là các đồng chí trưởng xe và các đồng chí pháo thủ là bắn điểm xạ được một viên. Trải qua quá trình luyện tập rất nhiều lần thì mới có thể đạt được như thế. Mình phải bảo đảm được về cái kết quả bắn 12-7 mình. Làm sao bắn ngay từ viên đạn đầu tiên là phải trúng một viên. Khi mình bắn càng nhanh, thao tác càng nhanh mà bắn trúng mục tiêu càng nhanh thì nó sẽ rút được cái thời gian cho toàn cả kíp. Năm 2021, quy chế của cuộc thi xe tăng hành tiến khuyến khích các đội tích cực bắn trúng mục tiêu và hạn chế việc bỏ bắn chạy vòng phạt. Trong nội dung bắn pháo khi hành tiến là một nội dung khó. Cái yếu lĩnh động tác của lái xe là làm sao kết hợp linh hoạt giữa chân côn và chân ga cũng như điều khiển hai cần lái, làm sao để dù là xe đang hành tiến nhưng pháo thủ ngắm vào mục tiêu thì cảm giác đúng như là xe không chạy, xe đang dừng, thì pháo thủ sẽ kết thúc phát bắn được chuẩn xác hơn. Đúng rồi, 9 giờ, cạnh tâm bia 50 phân. Đúng rồi. Trong quá trình huấn luyện, các kíp xe phải tuyệt đối chấp hành nguyên tắc giữ tốt dùng bền khi vận hành phương tiện. Bởi lẽ chiếc xe số hiệu 030 là phương tiện mới duy nhất hoạt động trên thao trường TB2. Chúng tôi chỉ luyện tập được khoảng 2 đến 3 vòng là phải dừng các cái trang bị lại và để hạ nhiệt trong các động cơ. Thường là khi mà chạy đến vòng thứ 3 là các cái đồng hồ trên xe là sẽ gần như là mắc, và lúc đó thì lái xe phải dừng lại và xử lý để hạ các cái nhiệt độ dầu mỡ nước để tiến hành tiếp tục là luyện tập được. Sau đó thì khi mà luyện tập xong về thì các cái bộ phận về kỹ thuật và các thành viên kiếp xe sẽ tiến hành là phải kiểm tra thật gắt gao và kiểm tra thật kỹ tất cả các hệ thống ở trong xe để làm sao mà các buổi tập sau được tiến hành là tốt nhất. Chúng tôi không cảm thấy ức chế về cái vấn đề đó, mà là đó là cái kỹ năng của người lái xe. Nếu 4 vòng chúng tôi tính như là chạy cũng gần đến 100 cây, không có mùa xe nào mà nhiệt độ nó không lên, xe nào cũng phải xử lý về tình trạng kỹ thuật. Mình xử lý được tốt ở trong luyện tập thì từ đó mình cũng sẽ có những cái kỹ năng và trình độ của mình để mình thi đấu. Theo kế hoạch thì chúng tôi vào trong này huấn luyện 1 tháng trên xe T54. Khi hết 1 tháng thì trên bộ tạo điều kiện cho chúng tôi là luyện tập trên xe T90 và đã xác định thêm là tập thêm ở đây 1 tháng nữa. Đối với bản thân từng đồng chí thì về mặt gia đình thì rồi thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Từ khi vào chủ trường bắn BTB2 và trong quá trình đang dịch bệnh cho nên là rất chi là khó khăn về chủ đi thăm non gia đình, thì cùng gọi điện động viên vợ con là cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tôi nhớ là một lần tôi hứa là cuối tuần mua về, nhưng vì cái đợt đấy nó lại bùng cái là có cái đợt dịch đấy, thế là không về được, thế là cũng mất mấy ngày gọi điện là cháu nó không nghe. Mẹ bảo là con nói chuyện bố cứ không nghe, mà bố không về con không nói chuyện nữa. Vừa rồi tôi trêu vợ tôi bảo thôi bây giờ nó dịch giã thế này thì đi công tác, mọi cái bố nói thì mẹ chỉ biết thế thôi, lúc nào mình phải chắc chắn về thì mới dám nói. Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng, nó không phải là như một trận bóng đá hay là gì cả, hay là một trận bóng chuyền. Cái nhiệm vụ của chúng tôi nó khác hoàn toàn quân đội cũng như mà đảng và nhà nước giao cho, mà đặc biệt là đơn vị cũng giao nhiệm vụ và tin tưởng chúng tôi giao nhiệm vụ chúng tôi. Thì chúng tôi đã xác định rõ cái điều đó, anh em đều rất là an tâm tư tưởng, tập trung vào luyện tập, đạt được cái kết quả tương đối là tốt. Gần 2 tháng trời làm bạn với nắng, nóng, gió và bụi trên thao trường TB2. Cuối cùng thì ngày sát hạch đánh giá kết quả luyện tập cũng tới. Trong buổi kiểm tra của Thủ trưởng Cục Quân huấn và Binh chủng Tăng Thiết Giáp, đội tuyển thực hiện tất cả các bài bắn, lái,
của vòng loại, vòng bán kết và chung kết. Kết quả các thiếp xe hoàn thành tốt với số mục tiêu bị bắn hạ gần như tuyệt đối. Kia vâng, đáng lẽ là 24 trên 24 thì nó đẹp hơn, nhưng mà tôi cho rằng 23 là rất là đáng quý rồi. Cái tinh thần này sẽ phải được đẩy vào trong quá trình luyện tập và tăng cường. Chúng ta có khoảng thời gian chỉ có 10 ngày thôi. Trong khoảng thời gian đấy thì có một buổi Bộ Tư lệnh sẽ làm lễ xuất quân. Với đội tuyển xe tăng Việt Nam, một hành trình đã qua và một hành trình mới còn ở phía trước. Thế nhưng dù kết quả thi đấu thế nào thì họ đã luôn cố gắng hết mình, đạp bằng mọi khó khăn, trở ngại, đúng với tinh thần của người lính bộ đội Cụ Hồ. Huy chương có 3 màu, vàng, bạc, đồng. Người lính chỉ có một chất thép.